Thưa các đồng chí và quý vị, vào ngày 15 tháng 11 tại khu vực trên vùng biển cách đông đông bắc đảo Hòn La, Quảng Bình 22 hải lý, tàu cảnh sát biển 1011 hải đội 102 đã cấp cứu thành công một thuyền viên của tàu cá mang số hiệu QNG98056TS bị tai nạn. Theo đó, vào lúc 0 giờ 15 phút ngày 15 tháng 11, nhận được tin báo có ngư dân gặp nạn, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 1 điều động tàu SB-1001 đang làm nhiệm vụ tại khu vực đảo Hòn La cơ động đến vị trí trên để tiến hành cứu nạn. Đến 2 giờ 15 phút cùng ngày, tàu Cảnh sát Biển 1011 đã tiếp cận được tàu cá QNG98056TS. Qua nắm bắt ban đầu, nạn nhân tên là Lê Quang Văn, 31 tuổi, quê ở xã Phổ Thanh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Trong quá trình làm nghề trên biển, nạn nhân bị dây cảo tời của tàu Đức quật vào người gây chấn thương vùng đầu, máu chảy qua mũi, miệng, gãy tay trái, hiện đang bất tỉnh. Sau khi tiếp cận người bị nạn, tổ quân y trên tàu đã tiến hành sơ cứu, đồng thời nhanh chóng chuyển nạn nhân sang tàu Cảnh sát Biển 1011 để đưa vào bờ. Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 1 đã chủ động liên hệ phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình sẵn sàng chuẩn bị xe cứu thương để có thể đưa người bị nạn đến bệnh viện được ngay sau khi tàu cập cảng.